Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn giao thông từ việc vượt rào tại các tuyến quốc lộ, tuy nhiên người dân khi tham gia giao thông vẫn thờ ơ coi thường tính mạng bất chấp nguy hiểm để sang đường. Ghi nhận tại một số điểm trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua địa bàn xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Mặc dù đã được ngành chức năng rào chắn bằng giải phân cách cứng, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp tính mạng để vượt qua hàng rào, trong khi lưu lượng xe qua đây là rất lớn và chạy với tốc độ cao. Tại tuyến quốc lộ 5 cũng không khó để bắt gặp hình ảnh từ người già đến thanh niên vượt hàng rào để băng qua đường. Đáng chú ý, tại khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Phùng Chế Kiên, thị xã Mỹ Hào, nhiều phụ huynh học sinh khi sang đường vẫn còn đi ngược chiều. Nhiều bạn học sinh nhỏ tự ý sang đường là cái phương tiện đi lại nó rất đông, thấy thực sự là rất là nguy hiểm. Có nhiều vụ tai nạn rồi chứ. Đơn giản như cách đây hơn một năm là có ba mẹ con chở nhau là tai nạn chết hai người con. Đấy là cũng đều là học sinh của trường dưới đây hết. Tỉnh Hưng Yên đang triển khai và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền về chấp hành luật an toàn giao thông của ngành chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.